Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GraShop 24h. Và video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau bàn đến một chủ đề mà Nga thấy rằng hiện nay được rất nhiều người quan tâm, đó chính là các bệnh lý về gan. Vâng, gan là một trong những cơ quan nội tạng rất quan trọng với cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Nó giúp chúng ta bảo vệ khỏi các độc tố nguy hiểm, nhưng lại rất ít khi chúng ta quan tâm bảo vệ ngược lại nó. Và khi mà chúng ta mắc các bệnh lý về gan ấy, thường thì từ 3 cho đến 5 năm chúng ta mới phát hiện ra, và thậm chí đến 10 năm chúng ta mới có thể chẩn đoán được bệnh. Vậy phương pháp tốt nhất là chúng ta nên chủ động phòng ngừa nó, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để phòng ngừa được các bệnh lý về gan? Và đặc biệt nếu như bạn đang mắc các bệnh lý về gan rồi thì chúng ta phải hỗ trợ điều trị nó như thế nào? Thì video này Nga sẽ chia sẻ đến bạn một giải pháp mà có thể nói nó vô cùng tuyệt vời đối với việc mà chúng ta phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Đó chính là sản phẩm cao linh chi đỏ hộp gỗ thượng hạng. Vâng, sản phẩm này thì được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc, và bạn đang là những người sử dụng sản phẩm chính hãng của GraShop 24h gửi tới bạn. Và đây là một trong những sản phẩm được kết tinh từ nấm linh chi đỏ 65 tuổi Hàn Quốc, mọc trên những đỉnh núi cao trên 2000m. Chính những tai nấm thượng hạng này, khi mà chúng ta chế biến và kết tinh lại thành cao linh chi thì nó được hấp thu tất cả những tinh túy tuyệt vời nhất của nấm linh chi, và trong đó nó có thành phần được kể đến như là thành phần polysaccharide. Đây là một trong những thành phần giúp hỗ trợ chúng ta đào thải độc tố rất là tuyệt vời. Thậm chí nó còn đào thải độc tố đến tận các tế bào, giúp cho tế bào của chúng ta khỏe mạnh. Thì chắc chắn rằng cơ quan gan của chúng ta nó cũng không phải làm việc mệt mỏi nữa, đúng không ạ? Và nó sẽ được khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và thậm chí là nó có tác dụng đến cả những tế bào gan đang bị tổn thương, giúp cho những tế bào gan tổn thương đó phục hồi và nuôi dưỡng tái sinh tế bào gan mới. Vâng, thế nên là nó hoàn toàn có thể hỗ trợ được chúng ta điều trị các bệnh lý về gan, đúng không ạ? Bên cạnh đó còn có thành phần là hợp chất adenosine. Đây là một trong những hợp chất giúp cho chúng ta có thể giảm được cholesterol và những mỡ xấu ở trong cơ thể. Khi mà những cholesterol và mỡ xấu trong cơ thể của chúng ta được đào thải thì chắc chắn rằng những cơ quan, những hệ tuần hoàn hay là các hệ khác trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ được lưu thông, mọi thứ tốt hơn, đúng không ạ? Hoạt động trơn tru hơn, và lá gan của chúng ta cũng sẽ không phải vất vả làm việc nữa. Và các căn bệnh như là gan nhiễm mỡ thì chắc chắn cũng sẽ được hỗ trợ điều trị một cách rất là hiệu quả. Vâng, không những vậy thì cao linh chi Hàn Quốc còn có rất nhiều các tác dụng khác nữa để tăng cường sức đề kháng của chúng ta này, nâng cao hệ miễn dịch này, và chống các gốc tự do bên ngoài xâm nhập vào cơ thể để khiến cho cơ thể của chúng ta bị suy yếu và dễ dàng mắc phải các bệnh lý ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Chính vì vậy, sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng bởi vì tính tiện lợi của sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng này. Thay vì việc trước đây chúng ta phải đích kích đun nấu những tai nấm linh chi rất là vất vả, đúng không ạ? Thì giờ đây chúng ta sử dụng cao linh chi rất là dễ dàng và tiện lợi khi mà chúng ta có thể mang đi được tất cả mọi nơi để chúng ta sử dụng hàng ngày. Và một điều nữa đó là nó phải còn phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Chính vì vậy nên khi mà bạn sở hữu sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc thì không riêng một mình bạn có được lợi ích về sức khỏe mà tất cả các thành viên trong gia đình bạn cũng có được lợi ích đó. Đó là những ưu điểm rất là tuyệt vời của cao linh chi đỏ Hàn Quốc mà Nga nghĩ rằng khi mà sản phẩm tuyệt vời như thế này được trao tới tay bạn thì chắc chắn rằng chất lượng cuộc sống của bạn cũng sẽ được nâng lên một cách rõ rệt, và những mệt mỏi lo âu về những bệnh lý về gan hay lo sợ là chúng ta sẽ bị mắc các bệnh lý về gan thì chắc chắn rằng giờ đây có sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc thì bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa. Ngoài ra thì sản phẩm bạn có thể thấy được đóng gói trong hộp gỗ rất là chắc chắn, rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là một trong những sản phẩm mà Nga nghĩ rằng là món quà sức khỏe để bạn trao tặng cho người thân của mình, cho những người quan trọng trong công việc của mình, để giúp cho họ có được sức khỏe tốt nhất, thì nó cũng sẽ là một điều hết sức là tuyệt vời, giúp cho công việc của bạn tốt hơn và cuộc sống gia đình bạn chắc chắn là sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Vâng, để biết thêm chi tiết về sản phẩm này thì bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link trang web GraShop 24h mà Nga đã để sẵn dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148
590. Để những chuyên viên tư vấn về sản phẩm của chúng tôi giúp bạn hiểu cặn kẽ về sản phẩm, hỗ trợ bạn đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Vâng, giờ đây thì bệnh gan không còn là nỗi lo nữa khi bạn có sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc trong gia đình rồi đúng không ạ? Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này. Nga cam kết với bạn, bạn đang là những người sử dụng những sản phẩm chính hãng của Korea Shop 24 giờ và bạn sẽ được nhận tất cả những quyền lợi tốt nhất của khách hàng khi mua hàng tại koreashop24giờ.com. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.